100 câu nói hay nhất của huyền thoại đầu tư Warren Buffett, phần 1. Không chỉ là một trong những nhà đầu tư thành công nhất, Warren Buffett còn là một trong những nhà đầu tư có nhiều câu nói được trích dẫn nhất. Ông luôn vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư của mình với các nhà đầu tư và ông được biết đến là chủ nhân của một vài câu nói về đầu tư ấn tượng nhất trong nửa thế kỷ qua. Dưới đây là danh sách 100 câu nói hay nhất mọi thời đại của Warren Buffett, chúng có thể giúp bạn trong vấn đề đầu tư, tài chính cá nhân và cuộc sống nói chung. Nguyên tắc vàng của Warren Buffett, quy tắc số 1 là không bao giờ để mất tiền, quy tắc số 2 không bao giờ quên quy tắc số 1. Đây có vẻ là lời khuyên tuyệt vời để bắt đầu danh sách này, nhưng nó có vẻ không mấy chính xác, trên thực tế, Buffett đã có nhiều khoản đầu tư thua lỗ trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, câu nói này của Buffett có nghĩa là khi quyết định đầu tư, điều cực kỳ quan trọng là phải coi nhiệm vụ bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu. Quan điểm của Warren Buffett về đầu tư giá trị Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giá trị thành công nhất trên thế giới, bởi vậy ông đã có nhiều lời khuyên đáng nhớ về việc làm sao có thể thu về giá trị cao nhất khi đầu tư chứng khoán. Nhiều người mới bắt đầu thậm chí còn sử dụng hai từ giá và giá trị để thay thế cho nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng chúng là hai khái niệm khác biệt, điều cốt lõi của đầu tư giá trị là trả mức giá thấp so với giá trị bạn nhận được. Giá là những gì bạn phải trả, giá trị là những gì bạn nhận được mọi người thường tìm đến những lời khuyên của Buffett khi cổ phiếu của họ giảm giá. Năm câu nói dưới đây cho ta thấy cách Buffett nhìn nhận những tình huống này. Các nhà đầu tư dài hạn và thông thái thấy hứng thú khi giá cổ phiếu yêu thích của họ giảm xuống bởi đó là khi họ tận hưởng một số cơ hội tuyệt vời để mua chúng, cơ hội không đến thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rớt xuống, hãy lấy xô ra để hứng chứ đừng dựng một con đê để chắn nó nỗi sợ hãi lan rộng là bạn của ta bởi nó đem đến cho ta cơ hội mua với mức giá hời dù là vớ hay cổ phiếu. Tôi thích mua hàng hóa chất lượng khi chúng giảm giá chúng tôi chỉ đơn giản là hãy sợ hãi khi người. Khác tham lam và chỉ tham lam khi người khác sợ hãi điều tốt nhất với chúng tôi là khi một công ty tuyệt vời vướng phải rắc rối tạm thời. Chúng tôi muốn mua những công ty như thế này khi chúng ở trên bàn mổ. Tuy nhiên, Hãy cẩn trọng khi mua các doanh nghiệp như vậy chỉ vì chúng đang được bán rẻ. Mua một công ty tuyệt vời với mức giá phải chăng tốt hơn nhiều so với mua một công ty bình thường với mức giá tuyệt vời. Nói cách khác, cổ phiếu rẻ không có nghĩa đó là một khoản đầu tư tốt, Buffett thà trả nhiều hơn một chút cho một doanh nghiệp tuyệt vời. Tuy nhiên, Buffett cũng cảnh báo về việc không nên trả quá nhiều để mua công ty, kể cả nó có tuyệt vời đến đâu, đối với nhà đầu tư trả mức giá quá cao để mua cổ phiếu của một công ty tuyệt vời có thể sẽ khiến cho cả một thập kỷ kinh doanh thuận lợi tiếp theo trở nên vô nghĩa. Một trong những điểm mà Buffett luôn tìm kiếm ở các công ty mà ông đầu tư, đó là lợi thế cạnh tranh lâu dài, có thể là lợi thế chi phí, thương hiệu mạnh hoặc một điều gì đó khác. Chìa khóa để đầu tư thành công không nằm ở việc đánh giá xem một ngành sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội hay nó sẽ tăng trưởng ra sao mà là xác định lợi thế cạnh tranh của bất kỳ công ty nào và trên hết là sự bền vững của lợi thế đó. Biên an toàn là một điểm mấu chốt khác trong chiến lược đầu tư của Buffett, nói cách khác, biên an toàn cho thấy lớp đệm mà một công ty trang bị để đối phó với suy thoái và các điều kiện bất lợi khác, câu nói dưới đây của Buffett làm rõ khái niệm này. Biên an toàn nghĩ là đừng thử và lái một chiếc xe tải nặng 9.800 pound qua một cây cầu có sức tải 10.000 pound, hãy làm một điều hơi khác, đó là tìm một cây cầu sức tải 15.000 pound. Quan điểm của Warren Buffett về đầu tư dài hạn, bạn không thể sinh con trong một tháng bằng cách khiến 9 người phụ nữ mang thai, nói cách khác, là một số thứ tốn thời gian và bạn không thể vội vàng. Warren Buffett không chỉ là một nhà đầu tư giá trị vĩ đại, ông còn là một người ủng hộ đầu tư mua và nắm giữ. Dưới đây là một số câu nói hay nhất của Buffett cho thấy tại sao mua cổ phiếu chất lượng trong dài hạn là cách đầu tư thông minh nhất và qua những câu nói này, ông cũng chỉ ra cách các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định đầu tư của mình. Hôm nay ai đó có thể ngồi trong bóng dâm vì người đó đã trồng cây từ rất lâu rồi nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, thì đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút khi chúng tôi sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp xuất sắc với bộ máy quản lý tuyệt vời, thời gian nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi một nhà đầu tư nên hành động như thể anh ta có một tấm thẻ ra quyết định chỉ với 20 vị trí có thể đục lỗ nhưng anh ta phải dùng nó trọn đời vì tôi không biết cách nào để dự đoán biến động của thị trường một cách đáng tin cậy. Tôi khuyên bạn nên mua cổ phiếu bước say nếu bạn muốn. Giữ chúng trong ít nhất 5 năm. Những người tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nên chuyển hướng sang nơi khác hãy mua một cổ phiếu theo cách bạn sẽ dùng để mua một ngôi nhà hãy hiểu và yêu thích nó đến nỗi mà bạn hài lòng khi sở hữu nó khi không có bất kỳ thị trường nào đầu tư thực chất là chọn những cổ phiếu tốt và thời điểm tốt và nắm giữ chúng miễn là chúng vẫn là những công ty tốt đừng quá coi trọng kết quả hàng năm. Thay vào đó, hãy tập trung vào mức trung bình 4 hoặc 5 năm tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua với giả định rằng thị trường có thể sẽ đóng cửa vào ngày hôm sau và không mở lại trong 5 năm một sai lầm khủng khiếp đối với các nhà đầu tư có thời gian đầu tư dài hạn cùng với các quỹ hưu trí, các quỹ quyên trợ đại học và các cá nhân có đầu óc tiết kiệm khi họ đo lường rủi ro đầu tư của họ dựa trên tỷ lệ trái phiếu cổ phiếu trong danh mục đầu tư của họ. Quan điểm của Warren Buffett về việc xử lý các khoản đầu tư thua lỗ, không phải tất cả các khoản đầu tư của bạn sẽ thành công, Buffett cũng đã nhiều lần lựa chọn những cổ phiếu khiến ông phải chịu lỗ. Do vậy, chính cách bạn đối phó với các khoản đầu tư thua lỗ quyết định thành công của bạn nếu bạn thấy mình trên một chiếc thuyền bị do gì dành năng lượng để nhảy sang chiếc thuyền khác sẽ hiệu quả hơn việc cố gắng và chỗ do gì điều quan trọng nhất cần làm nếu bạn thấy mình rơi vào một cái hố đó là ngừng đào nói cách khác nếu một trong những công ty bạn đầu tư vào không hoạt động tốt như bạn mong đợi một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là tiếp tục ném thêm tiền vào đó điều tốt nhất bạn nên làm trong hoàn cảnh này là tìm ra cách tốt hơn để đưa số phố này vào hoạt động quan điểm của Goran Buffett về tầm quan trọng của danh tiếng, không thể phủ nhận rằng Goran Buffett đã xây dựng cho mình danh tiếng lẫy lừng trong giới đầu tư và hầu hết các doanh nghiệp mà Berkshire sở hữu đều có danh tiếng tuyệt vời, Buffett coi danh tiếng là tài sản vô giá cần được bảo vệ mọi lúc. Phải mất 20 năm để xây dựng danh tiếng và chỉ mất 5 phút để hủy hoại nó, nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi việc khác đi làm mất tiền của công ty, tôi có thể cảm thông, xong để đánh mất một chút danh tiếng của công ty tôi sẽ không lượng thứ. Quan điểm của Warren Buffett về tư duy đúng đắn khi đầu tư, Buffett không tin rằng bạn cần phải đặc biệt thông minh để trở thành một nhà đầu tư thành công, nhưng bạn cần có một tâm thế đúng đắn. Theo bốn lời khuyên dưới đây của Book Up Fay, kiên nhẫn và khí chất quan trọng hơn nhiều so với IQ. Phẩm chất quan trọng nhất của nhà đầu tư là khí chất, chứ không phải trí tuệ, bạn cần một loại khí chất không bắt nguồn từ cảm xúc do đồng tình hay bất đồng với đám đông thành công trong đầu tư không tương quan với IQ. Điều bạn cần là khí chất để kiểm soát những thôi thúc khiến người khác gặp rắc rối trong đầu tư, bạn không cần phải là một nhà khoa học tên lửa, đầu tư không phải là một trò chơi mà một kẻ có IQ 160 đánh bại một người với IQ 130. Quan điểm của Warren Buffett về việc tiết giảm các khoản phí và tránh những lời khuyên tồi tệ Buffett không hẳn phải phản đối các khoản phí đầu tư mang lại giá trị, nhưng ông rất không thích những khoản phí quá cao bòn rút các nhà đầu tư thông thường và làm giàu cho các nhà môi giới trên phố Gua. Khi hàng nghìn tỷ đô la được phố Gua quản lý với mức phí đắt đỏ, thường sẽ là những người quản lý trên phố Gua gặt thái lợi nhuận khủng, chứ không phải khách hàng phố Gua là nơi duy nhất mà những người đi xe Rolls Royce nhận lời khuyên từ những kẻ đi tàu điện ngầm nếu lợi nhuận là 7 hoặc 8% và bạn phải. Trả 1% cho các khoản phí. Số tiền bạn có khi nghỉ hưu sẽ chênh lệch đáng kể. Quan điểm của Warren Buffett về sự sụp đổ và suy thoái của thị trường, như tôi đã đề cập trước đó, nhiều nhà đầu tư tìm đến những lời khuyên của Buffett khi đầu tư vào các thị trường hỗn loạn. Dưới đây là một số lời khuyên tuyệt vời từ Buffett có thể giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới phát hiện ra ai đang bơi mà không mặc quần áo. Khi thị trường đi lên không ngừng, ai nấy đều trông giống như một thiên tài đầu tư chỉ khi mọi thứ trở nên tồi tệ bạn mới thấy ai mới thực sự có một chiến lược tốt trong dài hạn những năm tới thị trường đôi khi sẽ xuất hiện những sự sụt giảm lớn thậm chí là hoảng loạn và điều này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cổ phiếu không ai có thể cho bạn biết khi nào những cú sốc này sẽ xảy ra dự đoán mưa không có mấy ý nghĩa nhưng xây dựng nơi trú ẩn thì có bất ổn thị trường sẽ xảy ra vì vậy hãy sẵn sàng đón nhận chúng hãy chuẩn bị tinh thần để không hoảng loạn khi thị trường đi xuống